Alo các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cách tính cái phép nhân này. Thì nếu các bạn bấm máy tính thì thầy cũng nói ở đây. Mà nếu mà các bạn đặt dọc mà nhân thì cũng là rất chi là phức tạp một chút. Đấy, nhưng mà có một cái cách chúng ta có thể sử dụng cái mẹo toán đại số. Sử dụng cái tính chất là gì? A bình A trừ B. A trừ B nhân cho A cộng B thì sẽ bằng A bình trừ đi B bình. Dùng cái mèo này để làm các bạn nhé. Thế thì đấy là đọc là gì, 100.001 này thì ta sẽ phân tích thành là gì, 100.000 cộng 1. Ok, còn đây 99.999 thì ta sẽ bằng 100.000 trừ đi 1. Đấy thì ở đây sẽ có dạng hàng đẳng thức cho nó, đấy bằng 100.000 tất cả bình phương trừ một bình phương. Đấy. Thì lúc này các bạn thấy 100.000 bình phương lên. Thì đấy là sẽ 5 số 0. 5 số 0 thì bình phương là 10 số 0. Phải là 0, 0, 0, 10 số 0. Đấy. 0, 0, 0. Đấy, 0, trừ đi 1. Đấy. Đấy là có, đấy là 5 số 0 này. Đây là 5 số 0. Rồi. Vậy là nó sẽ bằng 9 9 9 9 số 0, ở đây là 10 số 9, 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 số 9. Đấy. Kết quả bằng chứng này các bạn. Để đây là nghìn này. Triệu này. 9 tỷ. Đấy. 999 triệu, 9 tỷ 999 triệu. 999.000 999. Đấy, cái số nó như vậy. Số đó không phải là ai cũng đọc đâu các bạn ạ, có một số bạn biết cắt số nó đặt. Cái đó đấy là có này, 9 tỷ 999.000. 9 tỷ 999 triệu. 999.000 999. Số đó đọc cũng rất chi thú vị các bạn nha, cắt thành từng hàng để mà đọc đấy. Đấy đúng chưa các bạn, đấy 10 số 0 bình phương đấy, bình phương là 10 số 0 đấy. Ok các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.